Hi, xin chào anh em, mình là Liêm Râu nha. Chào mừng anh em đến với vlog của mình. Thì hôm nay mình quay clip này á là để chia sẻ với anh em một điều. Khoan, trước tiên đã phê cái ổ bọt cho anh em đã. Đó. Anh em có tin đây là ổ bọt của một con cá lia thia. Nó ép được dưới một con mái blue. Kích cỡ của con mái blue nó phải gấp 5 đến 6 lần kích thước của con lia thia. Đây là con mái mới vừa ép xong. Đó. Thì anh em thấy không? Kích thước đâu là vấn đề. Quan trọng là yếu tố kỹ thuật thôi. Cái này nó giỡn á, chứ còn anh em á, nếu mà anh em mà muốn lai tạo cái dòng cá Việt của mình á, cho cái dòng cá Việt của mình nó đẹp á, thì Liêm có một số lời khuyên thôi, góp ý với anh em. Đối với con cá lia thia rặt, anh em nên cho nó giữ con hơn 10 ngày. Từ 8 đến 10 ngày anh em hãy tách bầy và cho nó ra xô. Tại vì con cá lia thia bản năng tự nhiên của nó rất là tốt. Nó liên tục nhả bọt, thậm chí là gần như là nó giữ con 24/24 á, sau đó là nó vẫn khỏe mạnh bình thường, không như con cá beta của mình giữ con chỉ được từ 3 đến 5 ngày thôi. Nhưng mà sau đó là sức khỏe nó yếu lắm, nó bị xì chết rồi nó nằm lơ lửng. Nhưng mà Liêm có một đặc tính á, khuyên anh em á, nên để lâu đối với con cá lia thia ruộng của mình á, sau khi nó ép á thì anh em nên để lâu, tại vì nó chăm con rất là kỹ, phục hồi sức rất là nhanh. Thì anh em nên để lâu, còn đối với những con beta hiện đại của mình á thì anh em đừng bao giờ nên để lâu. Anh em biết lý do tại sao không? Tại vì nó có nhiều trường hợp hao hụt con lắm. Tuy là lúc nó nở nó không ăn con, lúc nó đẻ nó không ăn trứng, nhưng mà cái lượng hao hụt nếu mà để càng quá lâu thì nói chung là có những gần như là 60-70% nó sẽ bị hao hụt, và 60% đến 70% Liêm đã ý một số bầy rồi nó giữ con không tốt. Nên anh em có cơ hội thì lúc bơi ngang á, số lượng nó còn đông, anh em cứ tách ra, anh em chăm sóc cá con riêng thì nó dễ hơn. Còn đối với những loại cá đặc tính hoang dã như là cá sim và cá beta của mình á, anh em nuôi thì cứ để cho lâu lâu xíu thì con trống nó làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Thì nói có sách mất có trứng á, thì hồi sáng đây cái hồ này nè, hồ trống này nè, một bầy của nó nếu Liêm quan sát theo kinh nghiệm của Liêm á là nó gần 300 con lúc nó nở. Nhưng mà hồi sáng nay lúc mà Liêm tách định đổ ra hồ cá lớn á thì Liêm đếm chưa được 10 con nữa. Nói trong khi đó con trống nó gần như là ấp trứng tốt nè, nó giữ con tốt lúc mà mới nở nè, gần như số lượng đông nghịch lắm rồi. Nhưng mà sau đó thì nó còn có vài con thì không biết lý do gì, có thể là để chết chìm hay là nó ăn con gì không biết. Nhưng mà nói chung là cá beta hiện đại của mình á, nó cái đặc tính tự nhiên giữ con nó không tốt bằng những cái con cá mà cái cốt nó còn cốt ruộng nhiều hoặc là thùng ruộng như là con cá lia thia của mình. Thì Liêm ép ở đây rất nhiều bầy cá lia thia, anh em thấy không, điển hình như là bầy này rồi nha. Đó, 15 ngày tuổi mà nó vẫn còn nhả bọt bình thường đó, anh em thấy không. Tại Liêm để thử bài này cho đến lớn luôn, thử cái sau nữa, nghĩa là bài này Liêm không tách cá trống ra luôn hả. Còn những bài này là cũng là lia thia ruộng, nhưng mà Liêm tách cá trống ra y như là cá hiện đại của mình, là 3 đến 5 ngày cá bơi ngang là Liêm tách ra và Liêm đổ vô đó. Bữa hổm Liêm có quay clip trước á, là Liêm đổ vô đó hai bài đó. Thì Liêm quan sát nói chung là làm Liêm hay so sánh lắm, có nghĩa là mình so sánh con cá lia thia ruộng mình nè với lại con cá hiện đại. Và so sánh con cá hiện đại với con cá hiện đại của từng giống thì nó có những đặc tính gì lợi và hại. Đó là mình không nói về phơm, về màu sắc, về gì hết, nhưng mà mình nói tới đặc tính tự nhiên của nó. Thì cái nào tốt thì mình giữ và mình duy trì cho thế hệ con của nó, để sau này mình ép cá nó thuận tiện hơn. Tại mình là người làm cá chứ không phải là người chơi cá. Chơi cá thì anh em chơi không được hết. Thì cái bầy này á, mà nó mà trùng nhiều như thế này là để Liêm cho nó xử lý cái xác ba bo và phân cá con. Thì anh em nên làm như vậy, thứ nhất là nó không có tác động đến việc thay nước hút con cá nhiều, làm ảnh hưởng tới con cá con đó. Ba bo sáng thì mới ăn nó nhiều rồi nè đó. Nhưng mà một hồi là Liêm sẽ lấy dùng mà ống tiêm á, anh em sử dụng như vậy thì nó sẽ dễ hơn nè. Để Liêm quay cái ống tiêm cho anh em coi đây, cũng đơn giản à. Liêm chế một cái ống tiêm như thế này, một cái dòi thì mình hút, mình có thể coi được con cá con. Nếu mà nó vô đây thì mình nhả cái lượng nước nó lại, nó vậy đơn giản thôi. Thì mình có thể hút ra, hút cặn ra sạch lắm. Anh em cứ chọt vào những anh em mà muốn hút, anh em kéo ống tiêm ra thôi thì nó rất là ok. Đó, thì đây là Liêm chỉ hướng dẫn cho một số anh em chưa có kinh nghiệm nhiều, chứ còn số anh em có kinh nghiệm nhiều thì họ biết còn nhiều hơn Liêm nữa. Đó, thì mục đích hôm nay á, quay là để nói cho anh em biết cái việc nên để con cá cha nó giữ con khoảng bao nhiêu ngày. Và một điều nữa là đối với con cá ruộng và con cá beta hiện đại thì cái nào nó giữ con tốt hơn. Thì rõ ràng là không có chê gì được ở con cá ruộng hết.
đó. Đây là một số cá chấm nọc của Liêm. Thì sẵn đây clip này Liêm cũng nói luôn là Liêm về rất nhiều super lưu. Thì hàng này là để chia sẻ, nếu mà anh em nào muốn ép thì cứ qua đây bắt về ép thôi. Phơm cũng tốt lắm, to, bự, ít lỗi. Có một số con nó cũng vẫn có lỗi, nhưng mà sau mình lựa ra mình bắt nếu mình làm giống. Đó, thì anh em nào chạy qua đây thì Liêm sẽ chia sẻ lại cho anh em, không có mua bán gì hết, chỉ chia sẻ thôi. Hoặc anh em có giống nào đẹp đẹp thì cứ inbox Liêm, được thì anh em mình giao luôn. Mục đích của Liêm vẫn là muốn con cá Việt nó phát triển. Thì việc mình muốn con cá Việt nó phát triển thì tất nhiên bắt buộc mình phải like con cá Việt. Like là like sao? Mình có thể nhân tạo ra từ nguồn gốc 100% con cá Việt, hoặc là mình sử dụng một phần nào đó của giống Thái về mình like con cá Việt. Chứ mình đừng có lên mạng rồi mình chống phá giá tào lao mía lao, rồi mình nói chung là mình mua cá Thái gì mình ép ra ép bột mình bán, mà mình cứ lúc nào mình cũng có câu châm ngôn là muốn con cá Việt đi lên đó, thì Liêm thấy nó đi lên đâu đó. Toàn là thấy anh em quay là đổ xuống cống không đó. Thì đây là shop rau beta của Liêm, thì nó cũng nhỏ thôi, diện tích khoảng 1046 m², dài cỡ 6 m, mấy chục mét nên nó nhỏ đó. Đó, thì đây là nơi trưng bày giống để anh em qua đặt số lượng, và anh em nào bắt số lượng thì Liêm sẽ về chạy Liêm bắt. Nên anh em cứ nếu mà anh em nào gần á quận 9 Thủ Đức Giang nè, thì cứ qua đây giao lưu với Liêm nha. Liêm lúc nào cũng có cà phê sẵn, pha sẵn cho anh em hết. Còn nếu qua tối thì có cọp luôn nha. Rồi, xin chào anh em, chúc anh em có những bài cá đẹp.